muốn hỗ trợ cơ thể thải độc nhanh, không gì tốt hơn những loại thực phẩm này. Cơ thể chúng ta luôn cần được thanh lọc theo thời gian, và có những loại thực phẩm giúp ích cho việc này tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào bạn cần. Chúng ta ai cũng biết rằng thanh lọc cơ thể thường xuyên là việc nên làm để giúp cuộc sống khỏe mạnh hơn. Ngoài việc vận động thì các loại thực phẩm có thành phần kháng viêm, kháng khuẩn, giàu chất chống oxy hóa cũng giúp đào thải chất độc tự nhiên ra khỏi cơ thể. Sau đây là những thực phẩm quen thuộc nhưng rất hữu ích trong việc giúp đào thải độc tố từng cơ quan trong cơ thể của bạn. Tuyến giáp. Với tuyến giáp, không gì tốt hơn cần tây trong việc giúp chúng đào thải độc tố. Cần tây sẽ giúp kích thích chức năng tuyến giáp. Nó cũng làm sạch máu và ngăn ngừa sự tích tụ axit uric trong các khớp. Ngoài ra, cần tây thậm chí còn giúp ích rất nhiều trong những trường hợp viêm tuyến giáp. Hệ tiêu hóa. Hành tây có tác dụng cải thiện sự thèm ăn của bạn và giúp chuyển hóa các chất dinh dưỡng từ thức ăn vào ruột non tốt hơn, đảm bảo cho hệ tiêu hóa hoạt động nhịp nhàng. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa, kháng khuẩn và kháng viêm trong loại gia vị này cũng giúp phòng ngừa các gốc tự do có khả năng gây bệnh ung thư và tim mạch. Hạt lanh rất giàu chất xơ, giúp kết dính và bài tiết các độc tố. Ngoài ra, những hạt vừa nhỏ vừa xinh này còn rất giàu chất béo lành mạnh, omega 3, 6, 9, những chất rất quan trọng cho các hoạt động bình thường của cơ thể. Tuyến tụy. Hạt hạnh Brazil chứa rất nhiều selenium, có nhiệm vụ bài tiết thủy ngân khỏi cơ thể. Tuy nhiên, bạn không nên ăn nhiều hơn một vài hạt hạnh Brazil mỗi ngày. Gan. Chất chứa trong củ dền có thể giúp gan loại bỏ độc tố nhanh nhất có thể. Củ dền cũng là một thực phẩm có thể giúp làm trẻ hóa cơ thể. Nó giúp cải thiện tình trạng của da, móng tay và tóc của bạn. Gừng có tác dụng đẩy nhanh tốc độ trao đổi chất và vì thế giúp gan thải độc tố nhanh hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng trong hương liệu và gia vị trong các món ăn từ hàng ngàn năm qua. Những chất có trong quả bưởi sẽ kích hoạt gan hoạt động trơn tru hơn, đồng thời cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng cho cơ thể. Ngoài ra, bưởi còn rất giàu vitamin C nên sẽ hỗ trợ rất tốt cho hệ miễn dịch. Túi mật. Dầu ô liu và nước trái cây sẽ giúp loại bỏ sạn ra khỏi túi mật. Ngoài ra, nó cũng làm giảm mức cholesterol trong máu và túi mật. Ruột. Bắp cải trắng sẽ giúp loại bỏ độc tố và kim loại nặng khỏi cơ thể, trong khi axit của nó có thể giúp cải thiện và tăng tốc độ cho cơ quan tiêu hóa. Thận. Muối biển giúp bài tiết axit thừa qua nước tiểu và hỗ trợ sự cân bằng kiềm. Nam Việt quất như là một loại thuốc kháng sinh tự nhiên, hiệu quả giúp làm sạch bàng quang và đường tiết niệu. Là phương thuốc lợi tiểu, rau muối tây giúp ngăn ngừa sỏi thận, bàng quang, làm sạch bàng quang và ống thận. Đại tràng, một loại enzyme tiêu hóa phân giải protein chứa nhiều trong quả dứa, có thể giúp làm sạch trực tràng và cải thiện hệ tiêu hóa. Dứa cũng có rất nhiều chất xơ, chỉ một lát nhỏ đã có thể cung cấp 10% nhu cầu chất xơ hàng ngày cho cơ thể. Để giúp cơ thể thải độc toàn thân thì không gì tốt hơn những quả táo chín. Táo là thực phẩm hoàn hảo nhất để giúp loại bỏ độc tố tồn dư ở toàn bộ các cơ quan trong cơ thể. Chất pectin chứa nhiều trong táo sẽ giúp cơ thể nhanh chóng bài tiết các độc tố và kim loại độc hại ra ngoài. Bên cạnh các thực phẩm nêu trên thì nước cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình thanh lọc cơ thể. Vì thế, dù ăn gì thì bạn cũng nên uống đủ nước mỗi ngày. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.